Công an Dầm Mưa bắt quả tang 17 người tụ tập đánh bạc. Chiều ngày 4 tháng 7 năm 2022, 17 người đang tụ tập đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm đã bị lực lượng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang. Ngay khi tiếp nhận tin báo của nhân dân, đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã dầm mưa giữa trưa ập vào bắt quả tang 17 người là nam giới đang đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tụ điểm này được tổ chức trong chuồng heo đã cũ, đang sử dụng chứa các vật dụng khác của một hộ gia đình trên địa bàn ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm. Lực lượng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 10 bộ bài tay 52 lá, trong đó có 2 bộ bài đã qua sử dụng, 2 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 4 hộp xí ngầu. Tiền thu giữ tại nơi đánh bạc là 800.000 đồng và 28 triệu 500.000 đồng. Khám xét trên người những người này và 11 chiếc xe mô tô. Hiện vụ việc đang được đội cảnh sát trật tự tiếp tục làm việc với những người tham gia đánh bạc để lập biên bản xử lý đúng theo quy định của pháp luật.